Vâng, xin chào đón quý vị và các bạn. Tôi đang ở tại nhà bạn Kiên, Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định. Sau khi xử lý một số những phôi ruối cũng như si búp đỏ, búp hồng, bây giờ thì chuyển sang những cây xanh. Một số những cây mà tôi lần trước có cắt thì lần này định lại vị trí. Và đây là một cây xanh mà bạn Kiên cũng mới sưu tập về. Thì cái trước nó có hai cái đầu này. Hai cái nhát cắt này nó vuông và nó hơi bị to một chút và nó làm cho che mất một cái cốt này. Do đó thì tiến sĩ đã cho tạo sẹo để cho nó mềm mại. Đó, hai cái vuông đầy như này các bạn nhé, thì để mà nó nhìn, chúng ta nhìn nó không có nghệ thuật được. Cái nhát cắt thì chúng ta cần phải xử lý những cái vết sẹo sau này nó bo, khi mà nó vén ra thì nó có chỗ lồi chỗ lõm, nó sẽ rất là tự nhiên. Thế thì bây giờ còn một cái nữa là đó là một cái nhát cắt mà có thể là nhát cắt này phải thật táo bạo, bởi vì là khi cắt ra phần này thì cái cây xanh này được một cái là cái người chủ trước người ta đã tạo dựng ra một cái bệ là cũng được đẹp rồi, các bạn thấy là cái bệ là được rồi. Thế thì khi mà cái cốt thì các bạn thấy là đây nó là một cái nhịp, đây là cái nhịp chính của cốt, sau đó thì nó sẽ có cái cành một bắt đầu được tạo lên cái sự quái là ok. Và sau đó thì chúng ta lại có một cái một nhịp rồi, chúng ta lại tiếp tục một cái nhịp này nữa. Thì nó sẽ là nó sẽ giảm cái độ lồi và nó sẽ không giảm cái độ quái đi. Đó. Xong các bạn lại nhìn thấy tiếp tục một cái tay ra đây nữa. Tức là nó là chúng ta cảm nhận nó sẽ ba cái nhịp này nó sẽ bị đổ về đằng này nhiều quá. Và trong khi đó là cái bệ của nó thì nó lại thiên về đằng này. Cái bệ nó thiên về đằng kia các bạn nhé, thì chúng ta cho nó hồi lại thường nó sẽ đẹp hơn. Thế thì ở đây thì bây giờ chúng ta có thể chơi hai cách. Một là chúng ta giảm một cái nhịp này đi, giảm một cái nhịp này đi. Đó, thì chúng ta sẽ chỉ lấy đến nhịp thứ hai này và bắt đầu hồi. Nhưng mà để mà kỹ thì các bạn thấy là cái chỗ điểm này nó lại hơi bị to. Nếu mà chúng ta xử lý cái bỏ đi một cái nhịp 3 này, tức là bỏ luôn cái nhịp 3 này đi và lấy nhịp 2 bắt đầu hồi lại. Thế nhưng mà có một cái điều là nó lại bị hơi to cái chỗ này. Đó. Do đó thì ta chơi ở cái bệ mà nhạt rồi đúng không? Bây giờ thì nó đang sẵn có một cái điểm quái rồi, thì ta chơi kỹ đi. Chơi kỹ đi. Và đây có thể chúng ta chuyển sang một cây khác. Cái nhịp 2 này với lại cái hồi này chúng ta có thể chuyển sang một cây khác được. Thì tôi sẽ che đi cho các bạn ngắm ha. Chơi cái nhịp một nhịp. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ tập trung nhìn vào một cái điểm quái của cây thôi. Đó. Sau này chúng ta sẽ dựng cái ngọn ở đây các bạn nhé. Dựng ngọn đây và ở đây nó vẫn có những cái, rất là may nó có cái này rồi. Chúng ta có thể làm những cái điểm phụ họa đỡ thôi. Còn cái chính của chúng ta vẫn tạo một cái điểm gù như này. Và lọc những cái rễ thô này đi để cho nó chơi nguyên cái rễ quái kia thôi. Chúng
các bạn thấy là đây nó trở thành cái cốt chính rồi. Sau khi một cái điểm nhịp này lên thì đây nó, chúng ta lấy cái tay tay chốt 1 này chuyển thành cái cốt chính. Và nó hồi lại với cái bệ này là rất là cân xứng. Sau này sẽ chúng ta sẽ làm một cái tay bay ở chỗ này cho nó trường che với lại cái phần bệ này. Thì sau này bóng nó sẽ đẹp hơn. Và lên này thì sẽ biểu diễn dựng cái ngọn này lên và kết thúc ở khu vực này. Cây nó sẽ lùn và nó sẽ quái cổ quái hơn. Không biết các bạn có đồng ý với quan điểm của tiến sĩ không? Mà dù sao thì các bạn thấy là nó sẽ cổ, nó sẽ quái hơn. Khi mà cây mà chúng ta đã nuôi được một cái chân bệ này là cũng khá lâu rồi. Rồi, vậy là quyết định cắt các bạn nhá. Mai ơi, về đây đi. Như các bạn thấy, tiến sĩ chia sẻ cái phương án 2 nó cũng không đến nỗi. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái chỗ này nó cũng bị thắt, nó bé hơn cái chỗ này. Đó, và cái chỗ này nó lại bé tiếp tục hơn cái chỗ này, cho nên là chúng ta chơi kỹ đi. Chúng ta cắt ra một cây khác để chúng ta dâng. Cây á.
Và đây là chủ, đây là chủ cũ. Chủ nhân cũ. Đó, bác đã tạo tác lên một siêu phẩm này. Tiến sự chỉ đến gọi là chỉnh chu lại thôi. Giờ trông quái không bác? Mẹ làm nó chả đẹp. Làm để chả đẹp. Cái này mà không có để mình cái sâu thì cả bán thì không có được đây. Để nâu ấy kia nâu vừa. Bán cái nào đúng thật rồi đấy. Đấy, chủ nhân không muốn bán nhưng mà thôi để cho cháu chuyển nhượng cho cháu là được không? Không, ở nhà này kìa. Nó đưa về em ạ. Nó là con rể ông mà đấy, nó mang về ông bảo con hỏi cháu thì tiền nó nữa. Vâng, các bạn chiêm ngưỡng lại chủ nhân trước. Dạ, ông bảo cho còn thằng nọ ông kia đéo mẹ mà mấy thằng mày cho còn hết là cho một chỉ thôi, không cho cây. Như vậy các bạn đã thấy chúng tôi cắt và tạo xẻo. Trông rất gầm ghì các bạn ha. Kiên tại Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định. Và cũng thực sự xin khép lại video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong một video sau. Sẽ có những sự thay đổi khi những lần mà thực sự trở lại. Ok, xin cảm ơn các bạn và